Hello, xin chào anh em. Hôm nay tôi kêu Hoàng Quang qua quay clip với tôi. Tối qua nó thức khuya quá, bây giờ nó cũng còn nằm ngủ. À, tôi vừa mới có một cái ý tưởng để làm clip cho anh em coi. Bây giờ tôi sẽ vô kêu nó ra quay chung. Chết với tôi. Ê, Quang, dậy đi. Ừ, gì? Sao có chuyện gì không? Ủa, tính nói nó cái gì quên rồi ta. À, tôi nhớ rồi. Quang, dậy đi. Gì đang ngủ kêu hoài vậy, có gì không? À, ủa, tính nói nó cái gì quên rồi kìa. À, tôi nhớ rồi. Ủa, nó đâu có kêu rồi ta. Ngồi xuống đây. Mày biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Ây da. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Hôm nay là Trung Thu, một ngày rất là đặc biệt. Thì anh em mình có được chơi không? Được chứ sao không? Ok Đức, hôm nay mình sẽ làm clip về cái gì nè? Mình sẽ làm một cái gì đó thiệt là hay cho anh em coi. Chẳng hạn như là nấu ăn. Ngáo. Hay là mình sẽ làm một cái gì đó khổng lồ. Giỡn với anh em cho vui thôi. Hôm nay trong clip ngày hôm nay, tôi với ông Đức sẽ mua đồ về làm Trung Thu cho anh em xem. Ý bây giờ mình đi mua đồ á là phải còn tiền. Mà bây giờ á túi mình hết sạch tiền rồi. Anh còn tiền không? Anh cũng hết tiền luôn rồi. Thiệt không vậy? Thiệt. Chứ cái này là cái gì? Dấu tiền hả? Dấu tiền. Ơ Tuấn. Hả? Bây giờ mày cầm tiền mua đồ Trung Thu về làm clip cho anh em xem nè. Mày bấm điện thoại hoài vậy? Ok. Nhanh lên. Ý anh Đức, thằng Tuấn về kìa. Em mua đồ về đây nè. Bánh đậu đỏ. Chán quá anh em ơi, hết tiền rồi. Bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Hay là mình làm một cái lồng đèn tặng cho anh em xem đi. Ok, mình sẽ tận dụng những món đồ trong nhà để làm một cái lồng đèn để đỡ tốn tiền. Ok. Ding 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 bong 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 ding 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 bong 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 ding 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 bong bong. Anh Đức ơi, hai lấy cái thân này mà làm lồng đèn con heo đi. Nó tròn quay à? Rồi cái chân nó làm sao? Đây, mình lấy mấy cái chai này làm cái chân nó. Vậy con heo sẽ màu gì? Màu hương. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ rút hết nước cái bình này ra để làm cái lồng đèn con heo cho anh em xem. Coi nè anh em. Không được anh em ơi, chắc tôi phải nghĩ cách khác thôi. Bình cứng quá. Cứng dữ. Hả, nó cứng ghê. Ây dạo chút cúp rồi. Thôi anh em ơi, bây giờ tôi sẽ thử cách khác thôi. Bây giờ tôi sẽ cắt cái mỏ hàng này vô để tôi cắt làm cái chân con heo. Bây giờ tôi sẽ cắt cái chân của con heo. Rất là tỉ mỉ nha anh em. Đó, những đường nét rất là điêu luyện nha anh em. Cắt lộ mẹ rồi.
Đúng là phải cắt dưới đây, cái chân heo dài vậy, chân ngắn quá. Chân heo này bị cục rồi. Chân heo này anh Đức. Chết cha anh em ơi, anh Đức cắt lộn. Lộn. Ok, đứt chân của con heo. Ok, vậy là được một cái chân rồi nha. Bây giờ tôi sẽ lấy dấu để bổ bụng con heo. Làm thịt heo nè. Đừng rét nó, tỉ mỉ nha anh em nha. Đó. Ok anh em, bây giờ anh Đức sẽ mổ bụng con heo. Con heo sữa nha anh em. Đó, anh thấy đường nét rất là tỉ mỉ nha anh em. Là người có tay nghề rất là chuyên nghiệp anh em. Làm cái lồng đèn này nó hơi cực nha anh em nhé. Lúc nào anh Đức phải tập trung và căng thẳng anh em. Đó, thấy nét mặt anh Đức không? Mồ hôi danh chán dễ nhại. Đừng hăng say tích cực làm gì. Để coi clip cho anh em xem. Ok anh em, bây giờ là mình tới cái giai đoạn là sơn nha anh em nha. Đây là bốn cái chân của con heo. Bây giờ mình sẽ lấy cái chai màu hồng này sơn bốn cái chân của con heo. Anh em à, tôi thấy con heo quá thai bên đây nè. Con heo quá thai bên đây. Đây sẽ là cái hình nền để chúng tôi nhìn vô, chúng tôi sẽ làm con heo. Đây 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 là người ta gọi là gì ta? Chú bất giới. Bậy bạ. Đừng có sơn. Tuân, mình sơn đâu? Đây, sơn đi Tuân. Ok, giờ lát đều nè. Rồi, sơn. Ok. Tao không kêu mày sơn cái này. Tao kêu mày sơn bốn cái chân heo nè, để đáp vô con heo ông nội ơi. Tôi sợ dính tay quá anh em. Bây giờ phải xịt cho nó thổi vậy nè. Này em có dính tay là chết rồi. Thằng Tuấn nó xịt hai cái mắt con heo. Hai mắt áo quỷ thôi anh em. Cái nào thì màu trắng. Cái mặt thì màu đen thôi lùi. Giống như mới trong lò thui ra anh em. Còn hai cái mắt thì nó màu hồng. Nhìn con heo quái thai quá anh em. Giờ dơ quá, tôi phải lấy cái bọc ni lông á để xịt vô cái tay cho đỡ dơ nha. Chứ dơ quá. Coi Tuấn rất là chuyên nghiệp anh em ơi. Thợ làm hàng lâu năm có khác. Có này sẽ không bị dính tay nữa anh em. Mà được cái hít cái này vô xíu hồi hai thằng nằm xỉu luôn. Cái mùi ở độc lắm nha anh em nha. Mình không nên sử dụng nhiều. Tự cái tàn là chất tô xích. Độc lắm anh em. Để xa ra Tuấn. Coi là rất chuyên nghiệp. Anh Đức chúng ta sơn rất chuyên nghiệp anh em. Rồi. Đó, xong một cái chân. Bây giờ để xếp sơn nó khác. Con đệ tử nó sơn. Mấy cái này dễ mặt. Đấy, con rùi bị dính rồi đó. Rùi bị dính chân đó luôn. Con rùi bị dính chân. Ok anh em ơi, bây giờ tiếp theo thằng Tuấn nó sẽ lau cho khô cái này để chút nữa mình sẽ phun sơn lên. Nó không có bị trôi sơn nha anh em nhé. Review kỹ cho anh em xem. Anh Đức đang làm cái chỗ cho con heo đi vệ sinh anh em. Cái này hồi nữa quay sẽ giấy bích luôn để làm cái mỏng của con heo. Ok rồi, bích rồi nha anh em, bích. Bây giờ tôi sẽ bớt cái mỡ nó lại để nó đừng đi ăn tạp. Ok, cuối cùng giai đoạn cũng xong rồi nha anh em nha. Ok anh em, giờ anh Đức chạy nhám cho xíu xịt sơn cho nó dính nha anh em. Nãy xịt kia nó phèo quá. Giờ tôi sẽ dẫn cho anh Đức bắn nha anh em. Bắn kèo cho nó chắc anh em ơi. Nóng quá anh em ơi, nó bị chảy rồi anh em ơi. 15 minutes later. Xui quá anh em ơi, cái này là hũ nhựa. Khi tôi bắn kèo vô thì nó bị mớp. Bởi vì bây giờ tôi phải sử dụng lô nước ngọt thôi. Hy vọng nó sẽ thành công nha anh em nha. Chỉ bắn mấy cái lò này tôi nản quá. Ok anh em, cuối cùng dính rồi anh em ơi. Anh Đức đang thổi nha anh em nha. Thổi cho nó mau khô để sơn cho nó lẹ anh em. Bây giờ tôi sẽ xếp giấy thiệu đây. Hours later. Ok, con heo gần xong rồi nha anh em nha. Tôi sẽ review cho anh em xem. Đây là cái hậu môn con heo. Đây là cái thân con heo nè anh em. Thấy không? Tròn ngon, đẹp lắm. Còn đây là cái gì? Cái củ quý của con heo anh em. Bốn cái lòng Pepsi là bốn cái chân của con heo. Ok anh em, bây giờ anh Đức sẽ cắt cái mặt của con heo nha anh em. Sẽ dán vô đây. Là mặt con heo. Còn ở giữa, mình sẽ gắn cần cày vô. Ok. Anh Đức đang vẽ là mũi con heo anh em ơi. Ok, sẽ đây là phần dán keo cho con heo nha anh em nhé.
Ủa này sao em thấy thiếu thiếu gì anh Đức ơi? Bây giờ mình phải kiếm cái cây để cầm con heo, chốt nãy mình cầm gì? Bây giờ phải kiếm cái cây gì vậy ta? Bây giờ tôi sẽ cột cái cây này vô cho con heo. Đó. Ok, đi thôi. Nani? Ok anh em, con heo tôi đã làm xong rồi. Bây giờ đi chơi trung thu thôi. Ai khóc nỗi đau này. Ok anh em, clip hôm nay thực hiện đến đây là hết. Nếu như anh em thấy hay, hãy cho tôi một like và một share. Tôi chúc anh em có một đêm trung thu thật là... một đêm trung thu thật là vui vẻ anh em nhé. Bao nhiêu sức khỏe nha anh em. Bye bye anh em. Bye bye. À, cái thằng nào lấy bình nước mất tiêu rồi. Trời ơi, thiệt tình. Run.